Review chợ đồ cũ lớn nhất Hà Nội. Mà có lớn thật không đấy? Chả biết có lớn thật hay không. Nhưng mà diện tích lên đến có 10.000 mét vuông cơ đấy. Thế cơ á? Chị không tin à? Không. Thế để em dẫn chị đi nha. Ê. Chị ra ngoài xem này, bên em vừa có xưởng nông khô nhá, vừa có xưởng ngoài trời, đồ rất là nhiều này, xe bán hàng này, đây trên kia có cả đồ bếp đi nhanh lên. Ai từ từ em ơi, em hơi mệt, mệt rồi. Mệt á? Mệt. Đi thế là mệt rồi. Mệt rồi. Bên em có rất nhiều kho mà em đã dẫn chị đi đâu? Thôi được rồi, tin, giọng thật nha. Ok, thế thì lên đây cho xem vài chữ biết này. Rồi thế giá có rẻ thật không? Chắc chắn là rẻ rồi, đi đi em. Đây, chọn đơn bàn thờ. Em này thì bán 1.1 triệu này, đầy đủ gói xi phông. Cái này rất phù hợp cho gia đình. Chị có mua không? Mua. Rẻ đấy. Ok, đây chị đi đây có rất nhiều đồ gia dụng rẻ này. Đây, em trả ở chính hãng của Gosan. Em này đang bán 150 này. Hoặc là em nồi cơm chính hãng của Takam 1.5 lít bán 300, ưng không? Ưng. Mua không? Mua. Ok. Nóng thế nhở? Ở đây có quạt điều hòa nào trong phòng từ 8 đến 15 mét vuông em? 8 đến 15 mét đây. À đây, bên em đang sẵn 2 con của con sân này. Em bán là 400k một chiếc. Cũng hợp lý ấy nhở? Thôi cho chị con này á. Ok chị đưa. Tổng kết, mình đã tìm được chợ đồ cũ lớn nhất Hà Nội. Rộng thanh thang, hơn 10.000 mét vuông. Giá rẻ hợp lý. Xác nhận tin chuẩn nha.